Hi, hello, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi là chơi cái map mà có tên là Master Shogun. Đấy, nó gọi là bác sĩ hoa súng đấy. Hôm nay mình sẽ quyết định là sẽ không làm gọi là YouTuber nữa, không làm gaming nữa, mà mình sẽ chuyển qua làm bác sĩ phẫu thuật chuyển giới. Nên là nếu như có anh em nào ấy mà có ý định chuyển giới, hay là có người thân họ hàng nào mà có ý định chuyển giới, thì có thể inbox page hoặc là comment dưới video này để liên hệ với mình nhá. Mình sẽ bao trọn gói luôn, đảm bảo là phẫu thuật chuyển giới đẹp ngon nghẻ luôn. Anh em biết Hương Giang Idol không? Đấy, cũng là qua tay mình cả đấy. Nên là anh em nào mà có nhu cầu nhớ inbox cho mình nhá, để mình xếp lịch đặt chỗ. Ok, bây giờ trước tiên muốn vào chơi thì chúng ta sẽ qua bên này. Đó, thì bên này chúng ta có một cái áo như đây. Cái này là dao mổ đúng không? Cho lấy con dao mổ coi. Cái này là gan này, đấy, đây là gan này, đây là phổi này, đây là ruột đúng không? Hay đây là não nhỉ? Mình không thấy chắc đây là não hay là gì nữa. Tôi kệ đi. Còn đây là ruột này. Cái gì đây? Đuôi à? Còn cái gì đây? Cái này chắc chắn là không phải là cái ấy thôi. Cái này là mình nghĩ đây là kiểu cái gì nhỉ? Là cờ u cu à? Hay là đây là con chim non trên cành cây đúng không? Chắc đây là con chim non rồi. Còn đây như kiểu là trái tim hurt này. Còn đây là cái gì, lông à? Vãi cả lông, chắc không phải lông rồi. Đây là mô này, còn đây là vi khuẩn này đúng không? Đây là máu này, còn đây là mạch máu chết này, đây là xương này, đây là vết thương này, đây là ergo này, còn đây là kim tiêm. Đấy, đây là kim tiêm để gọi là tiêm silicon vào mông đấy. Rồi, đấy, chúng ta chỉ cần ghi nhớ những cái đấy thôi để bắt đầu vào chơi nào. Đây là chỗ này, là chỗ start đúng không? Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với cái màn đầu tiên. What the hell? Cho xuống cái nào. Rồi rồi rồi, thế nào cũng được. Kiểu nó đang bảo mình là học sinh thực tập ấy. Bây giờ là nó cho mình đi xuống cái. Đây là cái thằng tự nhiên mình quên mất tên rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ phẫu thuật chuyển giới thằng này đúng không? Nhìn râu dê xồm xoàm như này, mình sẽ cạo. Đầu tiên là muốn chuyển giới ấy, thì phải cạo sạch lông lá đi, tức là cạo râu trước này. Đấy, sau đó thì cắt chim. Đúng rồi, chả thế là gì nữa. Chuyển giới thì chả phải cắt chim. Không thì làm sao mà chuyển giới được. Đấy, sau khi cắt chim xong thì sẽ gọi là lấy kim tiêm và bơm silicone vào vếu. Phải cả cắt chim ạ. Nhưng mà mình nghĩ cũng đúng không? Muốn chuyển giới thì phải cắt chim. Rồi, nào bây giờ mình sẽ đầu tiên trước khi cắt chim thì mình sẽ phải khâu vết thương cho nó đã. Không trong khi cắt chim mà nó lại kiểu bị bị gọi là nhiễm trùng thì nó chết ra đấy, thì chết mình gọi là mất hết uy tín mất. Rồi, nhảy lên nào. Dâu dê này đấy, chết đấy. Ok. Đấy, chúng ta đã hoàn thành được cái màn đầu tiên và đã phẫu thuật xong. Mặc dù chưa cắt chim nhưng mà cứ coi như là đây sẽ là chuyển thành con gái đi. Rồi, chúng ta có một cái gì đây? Có thể heo. À, cái này như kiểu là cái con dao này đúng không? Và mình cũng chưa quên. À đấy, mình là con gái này. Mình là nữ bác sĩ. Rồi. Ok, đây. Sẽ phá cái này. Chúng ta sẽ phá cái này để bắt đầu bước vào thế giới bên trong này. Ok. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đi sửa tất cả những cái mô bị hỏng ở đây. Đó. Ngay đây có hai cái luôn này. À, đây rồi. Chúng ta sẽ vào phòng bên trong. Cái này thực chất là trò chơi tinh ai nhanh mắt hơn thôi. Bây giờ chúng ta đang đi vào bên trong đúng không? Bây giờ mình phải tìm đến chim của cái thằng này. Đấy, để cắt nó đi mới chuyển giới được. Muốn chuyển giới thì ngàn bà thì phải cắt chim. Hoặc không cắt chim thì phải buộc nó vào. Đấy, buộc nó vào. Đấy, kiểu buộc nó vào giấu nó đi ấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng không phải là anh em tưởng phẫu thuật là chỉ có các thứ không? Riêng cái giai đoạn cắt chim là giai đoạn khó nhất luôn. Đó, mình mãi không tìm thấy nhỉ. Thằng này ruột già các bạn. Bây giờ mình đang ở bên trong người thằng đấy đúng không? Nói thật là cái trò chơi tinh mắt này mình cũng không giỏi lắm đâu, nên là chắc là mình sẽ bỏ qua khá là nhiều cái chỗ để ấy đấy. Chúng ta được 8 cái rồi. Đó, quan trọng là bây giờ mình phải tìm thấy
9 cái. Rồi Âu Cơ và Lạc Long Quân. Rồi mình phá cả trái tim này đi đúng không? 10 cái luôn này. Ờ ngon, ngon Trim. Bây giờ sẽ ném cái này vào đây. Đó. Ok. Đấy, có trái tim ngay. Xong chưa? Giờ thì rồi lên đây. Ok, và sau khi chuyển giới xong cho cái thằng thằng đấy, tự nhiên mình quên mất tên nó là gì chứ. À, sau khi chuyển giới xong thì đây sẽ là kiểu gọi là khách hàng tiếp theo của mình. Anh ấy mặc một cái áo màu cam trông khá là đĩ đời. Chắc là đây là dân chơi đây, dân chơi quẩy ba đi rồi. Rồi, trước tiên đấy thì mình sẽ cắt chim đã nhá. Nào cắt chim. Cắt chim đã. Muốn chuyển giới thì. Rồi. Nhiều em chuyển giới như kiểu nó cắt nó còn sót ấy, nên là chết rồi. Ấn nhầm. Đấy, nhiều thanh niên chuyển giới nhưng cắt chim còn sót là trông vẫn còn nam tính lắm. Cơ bắp quần kiểu quần cuộn ấy. Xong giọng nói thì ẻo lạ trông đến là khiếp. Nếu muốn chuyển giới thành công 100% thì hãy đến gặp mình nhé. Uy tín luôn. Đã từng chuyển giới rất nhiều thành gọi là mình đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển giới. À, không phải là mình có kinh nghiệm trong việc chuyển giới, mà là mình đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc gọi là phẫu thuật chuyển giới cho vô cùng nhiều anh em trên thế giới luôn. Nên là hãy tin tưởng vào mình. Đấy, như đây mình đang biểu diễn kỹ thuật này. Đấy. Cắt xương, cắt xiếc rất là chuyên nghiệp đúng không? Không có một lỗi nào cả. Nên là anh em yên tâm. Đấy. Xương xiếc này cắt rất là chuẩn luôn, cắt vuông vức các thứ luôn. Sao từ nãy giờ lại chưa thấy cái mô nào bị hỏng nhỉ? Hay là đây nó không có mô hỏng? Đi này. Không xuống được à? Hay đi đường khác? À, chúng ta vừa đi ở đây xong. À, đi đường này. Nice. Chơi khó nhau thế. À có ruột này. Đấy, bắt đầu đến những cái phần này bắt đầu là mình cảm thấy là hơi khó khăn rồi đấy. Hơi bị rối mắt rồi đấy. Úi dồi ôi. Xương giấu như thế này làm sao mà biết ở đâu được mà phá nhỉ? Nó khó luôn. Còn hai cái nữa thôi, còn hai cái nữa. Đã chết rồi. Bác sĩ mà chết nhanh như thì bệnh nhân làm sao chuyển giới thành công được? Nhanh. Mình sẽ phá nhanh chỗ này. Chúng ta như là có thời gian đúng không? Chỉ có 52 giây thôi. Ok. Đi nhanh thôi. Bây giờ là mình đã biết đường rồi nên mình sẽ đi nhanh một chút. Nhanh còn chuyển giới cho Spider-Man nữa. Đến bàn 3 là chúng ta sẽ chuyển giới cho Spider-Man. Nên là mình phải nhanh lên một chút. Rồi, trong này nào. Bao nhiêu cái rồi? Mình được có 5 cái rồi, ít thế. Ít vôn. Mà mấy cái mô hỏng ở đâu nhỉ? Mấy cái mô hỏng không thấy nó ở đâu cả. Hình như bên này có một cái mô hỏng đúng không? Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, phá nhanh rồi còn té nào. Ok. Ơi, mới có 8 cái chứ, đáng lòng. Còn ở đâu nữa? Ở đây, còn đây nữa. Rồi, mình được có 9 cái. Không chết rồi. Một cái nữa đâu. Đùa vậy. Bắt mình đi tìm rồi, đáng lòng. Nào, ở đâu? Thò mặt ra đây để anh phẫu thuật nốt nào. Nhanh nào, không lại nửa BD, nửa con trai bây giờ. Khổ đấy chưa. Kiểu nó không muốn mình phẫu thuật thành công ấy. Đấy, đến lúc mà không phẫu thuật thành con gái hẳn hoi thì nửa nam nửa nữ này thì đáng lòng lắm, buồn lắm. Bố mẹ sẽ cảm thấy rất là thất vọng luôn. À đây đây, một cái ngay sau đít luôn ạ. Thế mình không phát hiện ra. Bảo sao, thế là đủ rồi. Vậy là đủ rồi đấy, mình đã tìm đủ 10 cái. Bây giờ chỉ việc nhanh chóng rồi té thôi. Đấy, nhanh chóng phẫu thuật xong cho bọn này thôi. Và chúng ta rút được rồi. À, một cái đây. Đùa phá nhanh lên nào, cái con dao này cùn vãi. Vứt đi bây giờ. Ui dồi. Khổ, chân ngắn quá, nhảy mãi không lên. Rồi, một bé ở đây. 9, rồi, 10 cái. Đó. Rồi, ok, chơi đến lần thứ 3 thôi. Phẫu thuật 3 lần ít nhất là thành công chứ. Phẫu thuật nhiều quá thì như kiểu là cứ chỗ nọ đắp vào chỗ kia của nó thì chết. Ok, và màn tiếp theo của chúng ta đó chính là màn phẫu thuật cho Superman. Đấy, và như anh em thấy ở đây ấy, thì đó chính là cái xịt được thiết kế với tông màu đỏ chủ đạo và điểm những cái vàng, điểm những cái vàng vàng trông khá đĩ đời, hiểu không? Đấy, thì mày và chúng ta sẽ phẫu thuật cho Superman. Đây là khách hàng gọi là khá là thường xuyên của mình, bởi vì
là do là kiểu như là ân ái với gấu đấy, thấy chưa? Tối qua chắc lại kiểu chơi với gấu nhiều quá, thế là mặt bị nó cào cho sức hết cả. Nên là một lời khuyên cho anh em đó chính là nếu như có chơi đùa với gấu ấy, thì nhẹ nhàng tình cảm thôi, chứ đừng có kiểu máu lửa quá rồi lại cào sức hết mặt rồi để đến gặp mình ấy. Đến gặp mình mà lại không nói rõ ra là bị gấu cào sức mặt thì mình lại cứ tưởng là đến gặp mình để chuyển giới thì mình lại cắt chim cho thì lại khổ. Ok, đấy là lời khuyên nhỏ nhoi thôi. À bây giờ thì đào cái mô này, chúng ta vào bên trong gọi là Superman nào. Đi sang bên này trước. Mình là cứ cánh phải mà đánh thôi. Đâu Superman, mình cứ tưởng người phải kháng mọi loại vi khuẩn chứ hóa ra trong người vẫn có vi khuẩn. Đấy, mô miếc các thứ lại cũng kiểu bị ấy hết cả rồi. Cái chỗ đấy thì mình chắc là lên sau đi. Để sang bên này trước. Đấy, xương xiếc này. Gãy vụn hết cả rồi. Mình tưởng là Superman xương phải cứng như sắt vụn. Ai ngờ đâu nó lại bị vỡ này, làm sao mà cứu thế giới được không? Làm sao mà gánh team được? Đấy, đến chơi với gấu bị nó cào cho sức mặt thì kia thì làm sao mà bảo vệ được nhân loại đây? Mình đi là cứ phải nhìn xung quanh. Vì cái bàn này khá là khó nên là lần chơi đầu tiên này chắc là mình sẽ chỉ đi cho hết cái bàn này để gọi là ghi nhớ. Đấy, ghi nhớ một cái chỗ có vi khuẩn này, các thứ này thôi. À, làm sao nhỉ? Superman sống cái gì, làm sao sống được có mấy chục giây này? Cái này thì yếu này, làm sao mà cân được con gấu nó khỏe, nó cao, nó sức mặt là đúng rồi. Đấy, nếu như mà Superman mà quá yếu mà không cân gấu ấy thì có thể là chuyển sang cho mình. Đấy, mình cân hộ. Người ngợm đâu, suốt ngày thấy kiểu đâu đâu cũng thấy luôn mà. Tại sao kiểu như là trong ruột là Superman ấy, như kiểu cái cống ấy. Ủa, chết luôn ạ. Xuống cái dịch vị đấy chết luôn. Đấy. Ok, chúng ta lại đi sang bên này tiếp. Mình hiểu rồi. Mình cứ tưởng là rơi xuống cái dịch vị là chết luôn. Ý nghĩa là chết cả chơi lại bàn từ đầu ấy. Hóa ra là chúng ta chỉ chết thôi. Cái này là mình chơi lại từ đầu thì phải nó phải hết thời gian cơ. Bây giờ mình viện. Ok, lần này khôn ra rồi. Nhanh. Đấy, chỗ này có một bé vi khuẩn này. Nấp ở đây à. Đâu. Ok, đi sang bên này. Đâu, hình như còn quên ở dưới này. Mình còn quên hai cái mô hay là hai cái mạch máu dưới này nữa. Tí nữa thì để sót là Superman này, quả này không về chơi với vợ được, không về chơi với gấu được thì trách mình chết. Rồi, chặt xương. Chặt nó nhanh nào. Rồi, một bé. Hai bé véo to. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái cống ngầm này. Y hệt cái cống luôn. Với cái thiết kế khá là kiểu cổ điển ấy. Xương, nhưng mà quay thật nhảy phát xuống chết luôn ạ. Dịch vị kiểu bẩn ấy. Dịch vị kiểu bẩn thỉu luôn. Mình sẽ đi thử lên trên này xem nó như nào. Đấy, người Superman thì mà có cả chỗ để parkour. Bá đạo vậy. Người kiểu như khu vui chơi ấy, có cả cống ngầm rồi, có cả chỗ để parkour rồi. Các thứ luôn. Ok, nhảy trên này nào. Chỗ này có vẻ nhảy khó nhỉ. Đấy, bị vướng nhá. Đáng lòng. Ok, cố lại là một lần nữa. Lên nào. Lên, nhảy xịt chứ, đáng lòng luôn. Cái này chứ chỗ này nhảy khó là do mình nhảy ngu nhỉ? Chắc là cả hai anh em ạ. Chắc là mình nhảy ngu quá, parkour ngu quá. Ok. Rồi, có bên này nữa. Rồi, tự vẫn. Nhanh nào. Rồi, hy vọng quả này mình sẽ nhảy luột nà thành công luôn. Rồi, ok, quả này đã nhảy thành công. Ngon, ok, chúng ta đã qua bàn rồi. Sau rất nhiều sự cố gắng thì cuối cùng mình cũng đã qua bàn. Cho cái gì đây? Cho cái này là gan đúng không? Rồi, tuyệt vời luôn. Và video này mình sẽ tạm dừng ở đây.
Và trước khi dừng video thì mình có một lời khuyên cho anh em, đó chính là khi mà đi, nếu mà có anh em nào mà đích đi phẫu thuật chuyển giới nhá, thì nhớ bảo là cái thằng bác sĩ ấy, nó bảo là nó cắt ấy, thì phải cắt cho bằng hết, nhớ chưa? Chứ không nó mà còn cắt sót sót một tí lại là lúc chuyển giới xong thì sẽ không thành con gái đâu, mà là sẽ thành cú có gai đấy. Nên là anh em nhớ phải dặn dò thằng bác sĩ chuyển giới là phải thật kỹ, là phải cắt cho bằng sạch nhá. Rồi, nếu như anh em cảm thấy thích video hãy like và subscribe channel của mình để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.